Lóng rài á, chị chơi thân với chị Tư dữ ha. Thấy hai người đối đãi thân tình với nhau như vậy á, em ganh tị quá. Em ganh tị quá. Nhưng mà mọi người hóng cái thông tin này đây, cái thông tin mà Phương Lê sẽ làm phim về bộ, về cuộc đời của bé Hồng Loan là chắc chắn Phương Lê sẽ làm. Nhưng mọi người có muộn gì Phương Lê cũng làm. Mà làm là vì mục đích là cho đã cái nôn, chứ không phải vì mục đích kiếm tiền. Có tiền thì càng tốt. Có tiền là Phương Lê hứa Phương Lê sẽ làm một cái quỹ, một cái dự án mà một cái dự án hẳn hoi luôn nha. Nghe một cái dự án hẳn hoi luôn mà mang tên là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha, và chát hình ở ổng ở chỗ đó đó luôn. Một cái dự án mà phải nói là ai cũng biết luôn đó. Đây mình Phương Lê á, thầy chịu chơi lắm nha, chịu chơi nhưng mà chơi là trả nha, chứ không có chơi chịu nha. Đúng rồi, răng làm nha, làm chịu chơi là chơi là trả chứ không có chơi chịu. Ok, ok la. Làm cái ngọc trai cho mớm mớm. Em mớm là em luôn. Ok la, ok la. Trời ơi. Ok la, ok la. Bình tinh đáp trả Hồng Phượng khi kể công cho Hồng Loan mượn đồ mặc trong bệnh viện chăm bà Vũ Linh. Thưa quý khán giả thân mến, ngày hôm qua phía chị Ni đăng tải clip Hồng Loan đang chăm ba Vũ Linh trong những ngày ông nhập viện. Thời gian bệnh của cổ nghệ sĩ đang ở giai đoạn cuối cũng đủ để chứng minh cho phía cần cần ra rả là Hồng Loan bất hiếu, Hồng Loan không chăm ba Vũ Linh được ngày nào. Điều đáng chú ý, Hồng Loan mặc bộ đồ của Hồng Phượng đang ngồi bóp chân cho ba Vũ Linh. Ngay sau clip được đăng tải thì phía Hồng Phượng liền vào khịa Hồng Loan. Thấy mà không nói ngứa miệng, đến bộ đồ cũng của đứa em gái mình thì nói chi tới những cái khác, đời bạc bẽo như vôi. Khi thấy Hồng Loan bị đá xéo, chị ba Bình Tinh liền lên tiếng. Tội nghiệp em tôi, mấy ngày ba bệnh, đi về Phú Nhuận, nhà bè xa xôi khó khăn, nên mượn quần áo người ta mặc đỡ. Vậy mà giờ cũng kể, giống tôi nhờ chụp giùm tấm ảnh, mà giờ cũng kể, trời hỏi trời. Gửi cô cháu gái họ Lê, nhưng đam mê gia tài nhà họ Võ, cô lúc nào cũng thấy mình không có làm gì sai. Cô nghe theo lời cậu cô nói trong lúc trà dư tủ hậu và coi đó là chân lý và ánh sáng của cuộc đời mình ư? Không, cô không coi trọng lời ông nói gì đâu. Ngoài những lời nói cho nhà cho xe trong clip, cô tôn thờ như một định lý Pythagore. Tại sao tôi nói thế? Vì cũng có một clip khác chủ nói với cô rất rõ ràng, con không phải là họ Võ cậu. Chỉ một câu nói đã phân định vị trí của cô rồi đó, về à. Sao cô lại can tâm đúng không? Bản chất của cô ngày càng tàn độc khi đẩy chính mẹ con ruột của mình ra để làm bia đỡ đạn, hứng chịu toàn thể búa rìu của dư luận, rồi lại dở giọng bề trên ở cơ quan nhà nước, nên là đóng góp cho công quỹ nhà nước. Cái này phải cảm ơn cô Sáu. Về à, sao cô lại đẩy mẹ mình vào ngõ cụt không vậy? Cô có hiểu quá. Hay như cái người tạo ra cô, tuy ông không dưỡng nhưng cũng có công sinh, cũng lên tiếng bảo vệ cô trước làn sóng phẫn nộ của khán giả, thì cô đã làm gì? Im lặng kệ ông ta, có bị chửi cũng ráng chịu, đâu ai mượn lên tiếng đâu, đúng không? Nhưng khi Sạc Thành bị dân tình chửi quá, cô lại đi an ủi động viên ông ta, dù ông ta chỉ là cậu hờ. Cái thái độ này của cô tôi rất tò mò, liệu có ẩn tình nào trong đây chăng? Đội quân cảm tử của cô rất anh dũng, xông pha mọi mặt trận, nhưng toàn ôm đầu, sức mẹ bỏ chạy. Bé báo đời sau một thời gian làm khùng làm điên trên mạng xã hội là chỉ được vinh danh lên cơ quan nhà nước uống trà với giá 7,5 triệu đồng, đúng không? Không biết phe có chi cho khoản này không nhỉ? Sau khi được uống trà thì con heo 20k vẫn tiếp tục chửi bần quơ như kẻ loạn thần. Nhưng nào ai quan tâm đến nữa khi lần nào xuất hiện với cái mác nào cũng ra vẻ. Nhưng lời lẽ thì phàm phu thục tử, chính vì vậy người xem đâu có quan tâm, mà cái người ta quan tâm là khi nào mụ được lãnh áo số ăn cơm nhà nước kìa. Đến bây giờ lại thêm một người lưu lưu, chuyên núp lùm, núp giường, nhai rác, phun nước sình, thúi rùm, lại được ông Tiên Vũ Luân đưa đi uống nước trà cho mát mẻ mùa tụ trường. Lưu lưu rất can đảm khi dám để hình ông Tiên mà mạnh miệng chửi. Lulu à, ngông cuồng quá thì gặp mấy anh cũng phải mạnh miệng như từ trước đến nay nha. Nghĩ cũng ngộ, chỉ về kêu bên tem Hồng Loan là toàn vu khống bịa đặt, nhưng bên Hồng Loan không vi phạm pháp luật, bên Hồng Loan vu khống chỗ nào vậy?
Chứ tôi thấy bên cô, lén lát thì hai đứa cầm sổ đóng tiền, còn bà Phó Trùm cũng ôm nhẹ cuốn sổ, còn bên Hồng Loan thì chỉ biết chốt đơn, vậy là vu khống dữ chưa? Đâu là bộ đưa ra thêm vài cái nữa nè, rồi mình đóng góp cho xã hội thêm vài vé nữa. Qua những cái vé đóng góp của phía ve, thì tôi tin rằng mọi người sẽ hiểu được thêm nhiều về drama này. Kẻ vu khống đích thực là ai? Kẻ bôi nhọ danh dự người khác là ai? Kẻ vi phạm pháp luật là ai? Ai là kẻ vi phạm đạo đức, luân lý truyền thống của dân tộc? Kẻ đáng bị tẩy chay, triệt để là ai? Chắc mọi người cũng đã hiểu hơn rồi. Giữ gìn sức khỏe nha ve và sáo, trước cận ngày xử án vì lý do sức khỏe đồ đi nha. Trước sau gì cũng lãnh nhận cho xong rồi còn làm lại cuộc đời. Gửi ve, ve con, khi nói khán giả bên Hồng Loan sao tấn công người già, tức chỉ nói cô sáo, thì đợi pháp luật giải quyết đi. Tạp quá má bảy, sau khi tung ra ảnh màn hình điện thoại của tiệm bị vỡ y chang màn hình điện thoại của Long Hồ, thì đã dần dần đóng cửa và ra đời tiệm má năm. Tiệm má năm chưa đọc được bài nào thì đã ra Cuba Canada và lộ ra nhóm kính quyền lực hoạt động bấy lâu nay. Nơi tổng hành dinh này chuyên đưa ra các chiến dịch để tấn công không chỉ Hồng Loan mà cả những người không liên quan. Chỉ vì lỡ bên cạnh Hồng Loan động viên cô ấy hoặc làm rõ một việc nào đó giúp cô ấy, nhóm kính này có nick hoặc avatar giống hệt như cô Kim Thoa, Hồng Phượng, chồng Hồng Phượng, con của cô Kim Thoa, Kim Cương, v.v. Cô bà Canada cũng ưu ái dành cho Lộc Vườn Cây một bài. Nhớ không nhầm thì gọi Lộc Vườn Cây là bút máu ăn tiền để viết bài. Cô bà Canada không biết là của ai, nhưng đủ thân để lấy hình ảnh của Hồng Phượng, mặc bộ đồ ở nhà giống Hồng Loan, mặc cái clip ở bệnh viện. Những gì chỉ mấy người trong nhà có, nên gom lại để gọi tắt là phe bên kia. Xin được trả lời mấy bạn như thế này, một phe kia đưa thông tin là Hồng Loan là con bất hiếu không chăm cha. Người ta đưa ra là hình ảnh chăm cha, mà chính Hồng Phượng quay để chứng minh là các bạn nói sai, thì các bạn đưa ra clip khác cho thấy nhiều người nữa cũng chăm sóc chú Vũ Linh, trò của các bạn là trẻ con à. Có ai nói Kim Nga ông Sạc chưa từng chăm sóc Vũ Linh đâu. 2. Cái áo Hồng Loan mặc là của Hồng Phượng thật, là vì nhà của Hồng Loan ở tận nhà bè, không thể về nhà thay đồ khi chăm người bệnh tận Phú Nhuận. Hằng ngày ở bệnh viện thì mượn đỡ mà mặc. Các bạn dùng từ vô ơn, sao nhân sinh quan của các bạn nhỏ mọn hoặc biến thái ở mức độ đó được chứ? Chuyện đòi lấy toàn bộ gia tài của người ta, không thấy đó là to lớn sao? Ở nhờ nhà cha người ta tận 2 năm trời mà không lấy đó là lớn, nhưng cho người ta mượn một bộ đồ thì bắt người ta phải đời đời nhớ ơn. Những tính toán đến từng cái váy mua tặng cho con người ta, cái bánh pizza mua cho và lục tìm trong lưu trữ hàng trăm nghìn tin nhắn, chuyện đời thường trong 5-6 năm để tìm ra chỉ hai câu chuyện đó, tôi vừa phục vừa thấy thương hại cho các bạn sống và thể hiện như thế nào, bảo sao thiên hạ chẳng ghét cho được. 3. Chả nhẽ lại đưa liên tiếp lời khai của Hồng Phượng ở tòa, trong đó đã biến đổi chuyện của chú Vũ Linh cho cả gia đình Hồng Phượng về ở, để không còn phải ở nhà thuê, lại đang mùa dịch, nhận thấy Vũ Linh mắc bệnh không ai chăm lo, nên lấy việc đó về chăm nom cho ông và cho ông được cuộc sống vui vẻ trong tình thân gia đình. Biến người ơn của mình thành người phải chịu ơn mình, có lẽ chỉ có phe bên kia mới đủ trơ trẽn để làm những việc như vậy. 4. Bà nói đừng tấn công người già mà cứ để pháp luật giải quyết. Nghe câu đó bản thân tôi cũng phải nhìn lại mình. Nhưng khi nhìn lại người già mà bà đề cập không làm thế, nếu dùng đến pháp luật thôi thì không có tạp chí Má 7, Má 5, Cô Ba, Quỳnh Hòa Bình, Bánh Tét, các tâm thư của bà Văn Tiên lên clip. Không có chuyện Kim Cương kêu gọi bơm hàng của Bì Thái Tử, không có chuyện các bạn lên chửi các bác sĩ chỉ vì anh ấy có mỗi việc, Vũ Linh ở phòng VIP chứ không phải ở trong điều kiện tồi tàn, không có những sáo lá đơn tố giác ra công an và hai tâm thư tố cáo vô căn cứ của cô sáo, không có những màn chửi cả chú Vũ Linh khi không được vào trong nhà. Và khi ra ngoài mộ thì nói thân xác thối rữa, bà và cô sáo chính là điều tôi không muốn nhắc. Hãy bình tâm lại trước khi mất kiểm soát hoàn toàn và trở thành tiêu đề để người ta chế giễu cười chê. Đủ rồi, dừng lại đi, phía trước là đường cùng. Tôi lên tiếng vì tôi bức xúc, là con người sao quá đổi vô tâm, dù thế nào cũng một chữ tình thâm, sao lại nỡ truy cùng giết tận. Tôi lên tiếng không phải tôi nhiều chuyện, ăn cơm nhà đi nói chuyện người ta. Tôi đau lòng vì cảm thấy xót xa, nơi đất Phật anh không yên lòng an nghỉ. Anh ra đi không viết tờ di chúc, giấy tờ nhà anh trao lại con anh. Anh biết rằng có tờ giấy khai sinh, quyền thừa kế là Hồng Loan họ Võ. Tham sân si khuyên người nên buông bỏ, để trong ngoài trên dưới được bình yên. Sao nỡ lòng lên mạng chửi Sở Xiên, thằng hề xấu chê lùng này lùng nọ.
Vâng, tôi xấu vì dáng hình không đẹp, nhưng tâm hồn luôn rộng chữ nghĩa ân. Vâng, tôi lùn vì hồi nhỏ thiếu ăn, lùn nhân dạng, tôi không lùn nhân cách. Tôi là hề, làm vui cho nhân thế, đó là nghề, là cuộc sống riêng tôi. Khán giả cười khi họ đến xem tôi, không nguyền rủa, mỉa mai và chê trách. Đen với trắng rõ ràng ai cũng thấy, sao lại còn đen trắng đổi thành đen? Luật rõ ràng quyền thừa kế về ai, nuôi hay ruột cũng thừa hàng thứ nhất. Chửi nữa đi, tôi sẵn sàng đón nhận. Facebook mất rồi, mở YouTube ra coi, coi chừng nào tuyên bố sao kê để thỏa dạ bao nhiêu người mong đợi. Chuyện đơn giản khỏi cần thưa với kiện, phải truy tìm bằng chứng ruột hay nuôi. Thuận ý trời và thuận với lòng dân, chỉ có cách đổi họ Lê thành Võ.